Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh phải đưa ra lựa chọn liên quan tới sinh mệnh của người mà mình yêu thương, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Ngôi nhà của người cá say ngủ của nhà văn trinh thám hàng đầu Nhật Bản Higashino Keigo đã đưa ra những tình huống như vậy với những giằng co như thế. Câu chuyện xoay quanh về một cặp vợ chồng đang ly thân và sẽ ly hôn chẳng bao lâu nữa. Một tai nạn bất ngờ ập đến với Mizuho, con gái của hai vợ chồng. Gặp tai nạn ở bể bơi và rơi vào tình trạng chết não, nhưng trái tim vẫn còn đập khỏe mạnh. Giờ đây, cả hai rơi vào hai lựa chọn, hiến tạng đồng nghĩa với cái chết hoặc tiếp tục sống thực vật với chi phí rất cao. Tất cả tạo nên một chuỗi những âu lo với bố mẹ cô bé. Vậy kẻ hại chết con gái tôi sẽ là tôi sao? Đây không chỉ là những trăn trở về mặt luật pháp của cặp vợ chồng, mà nó còn nhen nhóm hy vọng mong manh rằng chỉ cần trái tim còn đập thì một ngày kia cô bé sẽ dần lấy lại ý thức. Nhà văn Keigo đã khéo léo gợi nhắc một khía cạnh nhức nhối không chỉ tồn tại trong xã hội Nhật Bản mà còn có giá trị hiện thực ở nhiều nơi trên thế giới về vấn đề hiến tạng. Cuốn sách còn giống như một lời gợi nhắc về tình cảm gia đình, về tấm lòng của những người làm cha làm mẹ dành cho những đứa con của mình. Gia đình là nơi không ngừng yêu thương và không bao giờ nói bỏ cuộc. Rõ ràng chỉ có yêu thương mới khiến người ta trăn trở đến thế, muốn cố gắng hết sức để cứu con gái yêu duy nhất. Giống như người cá vậy, cô bé Mizuho có một trái tim thật đẹp, những nhịp đập yếu ớt vẫn muốn gửi gắm đến cha mẹ tình yêu chưa một lần nói ra. Một lần nữa, nhà văn Higashino Keigo lại khiến người đọc trăn trở trong từng câu văn, từng hình ảnh, từng cung bậc cảm xúc và để lại trong lòng độc giả câu hỏi day dứt. Nếu bạn ở trong hoàn cảnh ấy, bạn sẽ lựa chọn ra sao? Và có lẽ đáp án lại tùy thuộc vào cách nghĩ của mỗi người. Quý vị và các bạn, để cùng tìm hiểu rõ hơn về tác phẩm Ngôi nhà của người cá say ngủ, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin trân trọng được giới thiệu chị Đào Hải Ninh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và hỗ trợ trẻ tự kỷ Tuệ Quang. Chị và hành trình chiến đấu chiến thắng bệnh tự kỷ cho con gái mình cũng là một minh chứng rõ ràng cho thông điệp mà cuốn sách muốn gửi gắm. Đó chính là gia đình, chính là không ngừng yêu thương và không bao giờ bỏ cuộc. Lời đầu tiên xin được trân trọng cảm ơn chị Đào Hải Ninh đã nhận lời mời tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Chào Huyền Phương, chào khán giả truyền hình. Thưa chị Hải Ninh, Huyền Phương nghĩ rằng là với bất kỳ ai, những người mẹ hay những người có gia đình thì chúng ta sẽ đều rất trân trọng những người yêu thương của mình và không có gì quý bằng gia đình. Và khi đọc cuốn sách Ngôi nhà của người cá ngủ say thì Huyền Phương cũng tự hỏi rằng là không biết là có nỗi đau nào hơn nỗi đau mà cha mẹ phải chứng kiến con cái của mình đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. À, còn với cá nhân chị Đào Hải Ninh, khi đọc tác phẩm này thì chị có cảm xúc suy nghĩ như thế nào thưa chị? Sự khi đọc cuốn sách thì đầu tiên hai cái chương đầu khiến cho tôi cảm thấy rất là nặng nề bởi vì người ta đã lột tả một cách chân thực và rất chi tiết về cuộc chiến đấu giữa giằng co về tâm lý giữa bố mẹ với một cô con gái chết não, và họ lại đang trong một cái hoàn cảnh là chuẩn bị để ly hôn. Vì vậy nên là cái cú sốc này khiến cho người mẹ có những cái hành động mà bản thân những người thân trong gia đình đôi khi còn cảm thấy là cực đoan. Nhưng càng đọc thì cuốn sách càng cuốn tôi vào. Ở đấy tôi đã nhìn thấy mình cũng như nhìn thấy rất nhiều những bà mẹ có con mắc bệnh đã và đang phải trải qua. Cuộc sống là đấu tranh, và nếu như có một đứa con mắc bệnh thì cuộc đấu tranh đó thực sự là cam go hơn rất nhiều. Thưa chị, có lẽ với bất kỳ độc giả sau khi đọc xong tác phẩm Ngôi nhà của người cá say ngủ, có lẽ họ cũng sẽ đều tự hỏi cho mình một câu hỏi, đó là nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh như người mẹ trong cuốn sách này thì bạn sẽ làm gì? Và với chị Hải Ninh thì Huyền Phương tin chắc rằng là câu hỏi này có lẽ là không còn cần thiết nữa, bởi vì hành trình của chị đã đưa con gái của mình trở về chiến thắng tự kỷ có lẽ là một minh chứng rất là rõ ràng. Vậy thì điều gì đã giúp chị Đào Hải Ninh có một niềm tin và lòng quyết tâm chiến đấu và chiến thắng tự kỷ cho con gái của mình thưa chị? Cái điều khác biệt giữa Phương Minh của tôi và cô bé trong câu chuyện này là Phương Minh không được định bệnh và cũng không có tổn thương về não bộ. Bé vẫn vui vẻ và vẫn di chuyển được. Đấy là điều thứ nhất mà tôi cảm phục mẹ của cô bé trong câu chuyện. Cái phần thứ hai là thực tế là với bất cứ bà mẹ nào thì khi con gặp vấn đề thì tình yêu thương sẽ
thúc đẩy trở thành những cái hành động mà có thể với người ngoài giống như thể là tin tưởng một cách điên rồ. Nhưng với tôi, tại thời điểm đó tôi luôn không tin là nếu tôi trực tiếp dạy thì con sẽ thành người, con sẽ thoát ra khỏi chữ tự kỷ. Và đó là cái điều mà khi đọc câu chuyện tôi cảm và tôi hiểu bà mẹ của cô bé trong câu chuyện vì sao bà mẹ ấy đã làm như vậy. Với hoàn cảnh cụ thể mà nhà văn Higashino đã đề cập đến thì chị thấy rằng là quyết định của bố mẹ Mizuho có ích kỷ hay không khi đã quyết định là giữ lại thân thể đó với niềm hy vọng bất thành hiện thực của mình. Vì biết đâu nếu đồng ý hiến tạng thân thể của Mizuho thì sẽ giúp được cho rất nhiều đứa trẻ khác cũng đang rất cần và được cứu sống, thưa chị. Không hề ích kỷ. Khi đã là cha mẹ, với thiên chức làm cha làm mẹ thì tự sinh một cái nhu cầu là bảo bọc và bảo vệ con mình đến cùng. Với Mizuho thì dù đã được bác sĩ nói là chết não, nhưng kỳ thực cô bé cũng đã để lại cho cha mẹ mình những cái kỳ vọng. Có thể là họ chỉ tưởng tượng ra thôi rằng là cô ấy đã động đậy tay một chút khi nghe tiếng em trai gọi. Cũng có thể lúc đó cô ấy nghe thấy. Và với những bậc phụ huynh thì dù chỉ còn một phần nghìn, thậm chí một phần triệu hy vọng thì sẽ đấu tranh. Xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Đào Hải Ninh. Thưa quý vị và các bạn, gia đình, hai tiếng thân thương có lẽ là hai tiếng động lại nhiều nhất ở trong tác phẩm này. Khi mà cả thế giới đã hết hy vọng với mình thì gia đình vẫn không ngừng cố gắng và chưa từng bỏ cuộc. Đây cũng chính là lý do khiến tác phẩm, dù chỉ xoay quanh không gian hẹp, không gian ngôi nhà cô bé Mizuho ngủ say, nhưng bối cảnh và không gian đã dần mở rộng ra toàn xã hội, gần gũi với tất cả các độc giả. Không bao giờ bỏ cuộc. Chính nhờ quyết tâm này của người mẹ, nên cậu bé Quang Anh từ một cậu bé tự kỷ tăng động đã thay đổi, trở nên ngoan hơn, học giỏi và biết nghe lời. Mình chấp nhận cái sự thật là thế, nhưng mà mình không chấp nhận buông bỏ. Mình sẽ phải cố gắng để làm sao ít nhất con mình không được như các bạn bình thường khác, nhưng mà nó cũng phải tự làm chủ được bản thân. Chị Đoàn Thị Thương cũng vậy, dù biết hành trình chiến đấu với hội chứng tự kỷ của con còn rất dài và gặp nhiều khó khăn, nhưng chị sẽ không bao giờ buông bỏ. Phải bỏ hết công việc, mình nghỉ hoàn toàn công việc và mình đi theo con. Mình cố gắng giúp nó có thể hòa nhập với bạn bè, không thể là bỏ con được, mình phải theo nó đến cùng, dù thế nào thế. Có thể với ai đó thì quyết định lựa chọn tiếp tục chăm sóc đứa con gái đã rơi vào trạng thái thực vật, chứ không hiến tạng của người mẹ trong cuốn sách Ngôi nhà của người cá say ngủ là ích kỷ. Nhưng với những người mẹ này thì không, bởi đối với họ thì đó là điều con tim mách bảo. Người mẹ vẫn là đang quyết tâm, vẫn đang còn hy vọng để con trở lại với thế giới hiện tại. Nếu mà là con của mình cũng vẫn sẽ chăm sóc con. Nếu mà hiến tạng thì thầy cứu được rất nhiều người, nhưng mà nếu mà cố gắng để giữ con mình lại thì cũng là bản năng của người mẹ thôi, không có gì là ích kỷ cả. Gia đình là nơi không ngừng yêu thương và không bao giờ nói bỏ cuộc. Chính vì những giá trị hết sức nhân văn ấy nên cuốn sách Ngôi nhà của người cá say ngủ đã thực sự chạm đến trái tim của độc giả. Cuốn sách như một lời gợi nhắc về tình cảm gia đình, về tấm lòng của những người làm cha làm mẹ dành cho những đứa con của mình. Giống như người cá vậy, cô bé có một trái tim thật đẹp, những nhịp đập yếu ớt vẫn muốn gửi gắm đến cha mẹ tình yêu chưa một lần nói ra. Với cuốn sách chúng ta thấy rằng là không chỉ dừng lại ở tình cảm gia đình, cuốn sách còn cho độc giả rất nhiều những kiến thức về não bộ, về luật hiến tạng, về tình trạng chết não. Chị đánh giá như thế nào về tính thời sự của những vấn đề mà cuốn sách đã đề cập tới, thưa chị? Thực ra cái vấn đề hiến tạng đã được nhắc tới không phải là mới đây, nhưng có lẽ là ở Việt Nam thì đến bây giờ mọi người cũng nhìn nhận về cái việc hiến tạng một cách nó khoa học, nhân văn và thoải mái hơn. Tôi cũng đã biết có những gia đình
mà tôi quen biết là cả vợ, cả chồng đều đã ký rằng nếu có vấn đề gì xảy ra với mình thì sẵn sàng hiến tạng. Thậm chí có những gia đình đều ký. Và tôi thấy cái cuốn sách ấy, nó đã cho người đọc thấy được một cái thực trạng, cái quan điểm về cái chết của mỗi người khác nhau, của khoa học thì ở đâu đó trong từng điều kiện, từng hoàn cảnh và từng quốc gia cũng sẽ có những cái điểm khác nhau. Và lên trên hết, có lẽ chỉ có cái tình cảm của con người, cái tình yêu thương của bố mẹ đối với con cái ở đâu cũng giống nhau, và ở đâu thì bố mẹ cũng sẽ chiến đấu đến cùng để giành giật sự sống cho con. Không biết là chị Hải Ninh có giống như Huyền Phương không, nhưng bản thân Huyền Phương khi đọc cuốn sách này thì vẫn luôn mong mỏi là có một phép màu đặc biệt nào đó đến với cả Mizuho để giúp cô bé có thể là thức tỉnh trở lại. Phải chăng là cái kết hình như là vẫn chưa thỏa mãn được rất nhiều độc giả? Còn với chị thì chị có thích cái kết mở của câu chuyện này hay không? Thực sự khi đọc đến chương thứ 5 thì tôi vẫn mong muốn là một điều kỳ diệu sẽ xảy đến với Mizuho. Thế cũng vậy, thì tiếp tục đọc đến cái chương cuối thì tôi lại cảm thấy cái kết như thế này là một cái kết có hậu. Bởi vì tôi cũng đã trải qua cái quá trình mà chăm nuôi con bị bệnh. Tất nhiên là nó chắc chắn là nó không vất vả bằng một cô bé chết não, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái vất vả khác của một đứa trẻ tăng động. Thì tôi hiểu nó là một cái nhiệm vụ nặng nề cho tất cả những người trong gia đình, và một cái không khí chắc chắn là sẽ không trọn vẹn trong tất cả những cuộc vui, kể cả ví dụ như là cái buổi sinh nhật của cậu em trai. Dù có cố gắng mà tưởng tượng thì nó cũng chỉ là cưỡng cầu mà thôi. Vậy nên là cái kết này là một cái kết có hậu. Nó cũng chứng minh một điều rằng chết không phải là hết. Và nếu như có phải chết thì chúng ta sẽ chọn một cái chết thực sự là đẹp. Thưa chị Ninh, với mỗi độc giả sau khi đọc xong tác phẩm Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ thì có lẽ là mỗi người sẽ có cho mình một bài học ý nghĩa riêng. Có người thì biết trân trọng hơn tình cảm gia đình, có người thì hiểu hơn về thế nào là hiến tạng. Còn với chị Đào Hải Ninh, có lẽ là một người đã có một hành trình rất là dài và rất nhiều chông gai thử thách để có thể là đưa con gái của mình trở về cuộc sống bình thường. Sau thì với chị là cuốn sách này đã cho chị những bài học ý nghĩa gì thưa chị? Thực ra tôi ấn tượng về bà mẹ người Nhật. Một bà mẹ thực sự rất thông minh, sắc sảo, nhưng có một cái gì đó mà khiến cho người ta thấy cái sự quyết liệt đến mức độ cực đoan trong việc chứng minh sự tồn tại của con mình. Trước đây tôi là hàm và tôi nghĩ là ở có thể mình là một người khác biệt hoặc là rất là dị. Thì bây giờ tôi thấy cũng có rất nhiều bà mẹ dị như vậy. Là thứ nhất, và cái gì đó là cái gì mà cần thiết cho những đứa trẻ mắc hội chứng tự kỷ. Có thể với cô bé Mizuho thì nó không còn cần thiết bởi vì bé thực sự đã chết não. Nhưng mà với những người thân trong gia đình thì để giải tỏa được hết nỗi niềm. Và với bà mẹ ấy thì giải tỏa được cả về phần tâm lý. Và ở đấy tôi cũng thấy là đến giờ này tôi có thể ngồi đây với các bạn và thoải mái chia sẻ, bởi vì tôi đã làm tốt cái vai trò của tôi đối với bé Phương Minh, và tôi còn thấy là những thứ tôi làm từ trước đây mà tôi có băn khoăn một chút là có dị quá không, hoặc có thế này thế kia quá không, thì bây giờ thì khi đọc cuốn sách xong gặp lại thì tôi thấy mình làm thế thì sẽ có nhiều người hiểu mình theo hướng tích cực, cũng giống như mình đang hiểu cái tâm trạng của bà mẹ Nhật Bản, cũng như là cảm thấy cái kết này là một cái kết đẹp rồi. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chị Đào Hải Ninh đã nhận lời mời tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay hy vọng đã gửi tới quý vị và các bạn thêm một cuốn sách hay và ý nghĩa, để mỗi chúng ta có lẽ là biết trân trọng hơn những điều quý giá nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống của mình, đặc biệt là hai từ gia đình thân thương. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.